Chào tất cả anh em nhé, Trung Bonsai đang có mặt tại nhà anh Thức này. Thì theo ghi nhận thì anh Thức chiều hôm qua có thay đất cho một cái chậu cũ. Cái chậu này anh Thức đã phải mất rất nhiều công, đã phải đổi một bộ bàn ghế mới lấy được cái chậu này nhá. Thì giá trị của nó không biết có cao hay là anh Thức đánh đổi sai. Thì anh em chiêm ngưỡng cái chậu cũ này nhá, là một cây xanh dáng trực này rất là đẹp. Đấy, cây vào chậu là đẹp ngay. Một cái chậu này nó cũng là một cái chậu hồ ngày xưa. Đấy, chậu hồ cũ. Họa tiết của hoa văn của nó ở bên dưới anh em chiêm ngưỡng kỹ. Đó, làm rất là thô. Ở đây trước này có cả chữ nho này, nhưng mà chắc để lâu rồi nó cũng... Đây, anh em chiêm ngưỡng nhé. Đấy, trong những cây xanh rất là già, cái ngọn nằm rất là du tịt nhé. Không biết là giá trị của nó bao nhiêu, anh Thức đang đi vắng, quay cho các bác chiêm ngưỡng nhé, để xem cái mặt hông của cái chậu này có chữ gì không. À không này anh em, đẹp quá. Da của cây này đã chun hết rồi. Đây anh em xem, kinh. Cái tay một đóng quá là đẹp. Các bác chiêm ngưỡng nhé và cho ý kiến nhé. Cây này có phải chỉnh sửa gì không? Một trong những cây xanh dáng trực mới được thay chậu sang. Cái chậu cũ thì chậu quá mê, vừa khít cái cây luôn. Đây, hôm qua anh Thức có mua một cái cây gỗ lũa về nữa đây, cho anh em chiêm ngưỡng luôn nhá. Lũa từ dưới lên trên rồi, nó cao khoảng 1,5 mét. Không biết là có cái gì để chơi không mà. Đây, nó hợp cây vừa khít thôi, mà nó cũng nhiều đất. Sếp đường đang sửa cây à? Không, mấy cây cắt lại. À mà. Trồng lại cho người nó cây đi, mẹ để ra ngoài đến tháng này mẹ đéo chờ mãi không được chậu lại. Thì đây tác phẩm đi xuống nó thay giao lưu. Cây ổi này cũng là một cây ổi rất là sai quả nhá. Giống ổi đỏ. Đây, có thể ngâm rượu được đấy. Dòng ổi này thì anh em cũng rất là mê rồi. Cây ổi này thì anh Thức anh mua tại triển lãm Thanh Hóa. Đây, không biết là thích ổi hay không mà đã bỏ tiền ra là hơn 9 triệu mua một cây ổi như này. Thì anh em cũng đã biết rồi. Giao dịch thì Trung Bonsai cũng đã quay trực tiếp cho anh em, gửi tới anh em rồi. Anh em nào đam mê nhá thì đây, đến lúc quả nó tiếp tục vụ sau thì mình sẽ quay kỹ hơn. Tiếp tục sang một cây xanh này, cũng là một cây xanh mà anh Thức tính giao dịch tại xóm 7 Ngã Niên nhé. Người rất đam mê và cũng rất đam mê đây, những cây như này anh em chơi. Chia sẻ với anh em một cây đa mà chắc là anh em hiếm gặp luôn. Cây đa này làm từ nhỏ, còn được một trong những người yêu cây cảnh của Nga Niên vặn rất là kỹ. Đó, một cái đa mà vặn được như vậy thì đa nó cũng hay bỏ cành, mà đến bây giờ cắt giật rất là nhiều rồi anh em ạ. Đây, cắt chuyển giật rất là nhiều rồi. Đó, cũng rất là khó nhá. Với những cái đa này này nó cũng không rẻ tiền chỗ nào đâu. Anh em chiêm ngưỡng. Chuẩn bị có một cuộc triển lãm xin nói chung là nông thôn mới của Nga Thanh. Thì các anh em đang tích cực chỉnh sửa lại cây.
thì chú bonsai cũng điệp tin lại một số hình ảnh cây của Vườn Anh Thức để chuẩn bị cho công tác triển lãm cây cảnh nhé. Cũng rất mong anh em chờ đón xem. Đây là những cái chậu cũ thôi. À, có giá hơn 1 triệu một cái rồi, tầm 1,5 triệu anh em ạ. Nói đến ổi này, có ổi rụng này. Tác phẩm mẫu đơn vàng song thụ, có lẽ là một trong những cây bây giờ cũng hiếm gặp rồi. Bóng tàn rất đẹp mà cây rất là xanh, hoa chuẩn bị nở. Từ giờ đến Tết thì hoa rực rỡ rất là nhiều. Năm điền dáng song siêu. Cây xanh dáng phu thê giao duyên. Anh Thức cũng giao dịch của anh Nam Nga Bạch nhé. Cây này thay sang cái chậu rất là hợp. Đó, hai cái thân xoắn vào nhau. Đây là những khóm trúc đặt trên hòn đá thấm thủy nhé. Giá quả rất là hợp lý, khoảng độ 2,5 triệu. Đấy, nếu anh em nào bảo rẻ hơn thì đây là chúng tôi mua tại Nam Định nhé. Thì anh em có thể chém gió đây. Một trong những cái tác phẩm như này chúng tôi đã mua ở ngoài điện giá là 2,5 triệu. À, chỉ có vài cận thôi. Quá 50 triệu tác phẩm này đã được thay chậu, không biết giờ sang chậu thì giá nó bao nhiêu nhá. Nhưng tôi đã giao dịch tại Khánh Cư đây, giá 50 triệu. Cái chậu đẹp quá. Để quay vào cây, gươm cây cho anh em chiêm ngưỡng. Kết hợp giữa Nam và Bắc nhé. Tác phẩm này cũng được chúng tôi cắt giật rất là kỹ rồi. Anh em chiêm ngưỡng đi. Đây. Do nó hơi ngược sáng tí là tôi cố gắng quay nhé. Bộ chân bệ móng rồng rất là tự nhiên. Một số mẫu chậu mới về nha. Anh em nào ở Nga Sơn thì có thể đến trực tiếp nhà anh Thức để tham quan chiêm ngưỡng một số mẫu chậu mà anh mới nhập về. Đây anh em nhé. Rất là đẹp. Chậu rất là to nhé. Đây là một số mẫu chậu mà anh mới nhập về. Anh em chiêm ngưỡng nhé. Chậu làm giả tàu. Sơn rất là đẹp.
Chung Bonsai cũng xin dừng video đây nhá. Anh em nào mà đam mê cây cảnh cũng như chậu thì cứ liên lạc trực tiếp với anh Thức cũng như Chung Bonsai nhé. Đấy, số điện thoại là 0978396477, anh em có thể về trực tiếp giao lưu cũng như anh em chúng tôi có thể tiếp đón anh em được trân trọng hơn nhé. Xin thân ái chào tạm biệt. Anh em đừng quên là nút đăng ký để tiếp tục theo dõi video tiếp theo nhé.